Đây cái này của em mua cao tiền nên nó mới nét được bác. Đấy, đây là cái ghế dài này, dùng vân thì ok lắm anh, dùng vân đẹp lắm, nó bụi ấy. Bụi lắm, để đây là bụi. Đây, nhìn Vân này, Vân đẹp lắm. Nói chung cái này là phải làm nguội lại nhá. À, sụn này, mặt ghế sụn. Đôn đầu bàn em, hai cái đôn đầu bàn này. Đây là cái bàn dài này. Đây gọi yếm tiền đấy anh nhỉ? Đấy là lấy yếm bàn, yếm tiền, yếm ghế. Yếm tiền này, yếm ghế. Đây yếm tiền đây, yếm tiền. Bộ này ra tiền cước xe ra quê là cũng hơi hơi khấm. Này ra chắc nó thì cái này giá này chắc khoảng trăm mười. Trong đây chở đây cho bác rẻ hơn đi Sài Gòn. Rẻ hơn đấy.